Xin chào quý vị bà con. Đây là vườn ươm cây bưởi tam hồng và bưởi diễn trai của Hà Bưởi Ngon. Những cây này là Hà Bưởi Ngon đánh ở trên cơ sở 2 cụ oai về cơ sở 1 cho tiện để chăm sóc và giới thiệu cho bà con đến nhà tham quan nó dễ hơn, vì cơ sở 2 cách cơ sở 1 mất 40 phút đi xe, nên là bình thường bà con muốn xem thì cũng hơi khó bởi vì nó hơi xa. Đây là những cây bưởi mà Hà Bưởi Ngon đã đánh đảo bầu từ tháng 8 mới được chuyển về đây. Đây toàn là bưởi tam hồng và một số cây bưởi diễn. Thì có cây, đây là có cây tam hồng này mà trồng ở trong chậu khoảng đường kính 90 đến 1m2 thì cây này đẹp này. Cây này là ra mùa xuân là có quả luôn. Tất cả những cây này đều ra mùa xuân sẽ có quả bởi vì trong vườn nhà Hà Bưởi Ngon đã có quả rồi. Bây giờ đánh về là nó đang rụng lá và nó chuẩn bị nảy nọc xuân. Thì Hà Bưởi Ngon đánh về đây cách đây khoảng một tuần rồi. Bây giờ là tưới cây, giữ ẩm cho nó phát triển. Bây giờ nó chút hết cái lá này. Nhiều bà con không biết hoặc chưa nắm được là trồng cây nếu nó chút lá này là nhiều người sợ chết. Nhưng mà không phải. Mùa này mà lá cây mình đánh chuyển, mình trồng mà nó rụng hết lá này là nó sẽ sống. Còn những cây mà đánh trột mà nó khô lá, nó dính ở trên cây là nó sẽ chết. Đấy, đặc biệt là trồng cây này, cây lá rụng thì sống, mà lá dính ở trên cây khô thì chết. Đấy, thì đây là cây rất đẹp. Có một số cây thì có nhà vườn đã dặn trước rồi. Ví dụ như cây này là cây tam hồng này. Thân rất đẹp, cao, đẹp, trồng ở sân vườn biệt thự này. Cây này là cây bưởi đường chín sớm. Đấy, thân nó cao hơn 1m và đã bắt đầu sinh nhánh. Đấy, cây này, những cây này thì đều có quả nhiều năm rồi. Và bây giờ đánh về trồng là ra mùa xuân là để được hoa và quả luôn. Bởi vì tất cả những cây này Hà Bưởi Ngon đều đánh đảo bầu từ tháng 8 âm lịch. Bây giờ là tháng 12 rồi, mới chuyển về đây khoảng một tuần 10 ngày. Đấy, thì bây giờ Hà Bưởi Ngon đang chăm sóc, tưới kích thích ra rễ và tưới nước giữ ẩm cho cây. Thì đến mùa xuân là nó ra nọc ra hoa luôn. Ở những cây này rất đẹp luôn, ra nọc ra hoa. Thì ai có nhu cầu mà mua giống bưởi diễn xịn, bưởi đường chín sớm, bưởi tam hồng, bưởi ngọc nguyên khuê thì liên hệ với Hà Bưởi Ngon qua số máy 0968129996, địa chỉ gần nhà văn hóa thôn 7, xã Cát Quế, Hoài Đức, Hà Nội. Hoặc Hà Bưởi Ngon bán mắt ghép cho bà con về ghép cải tạo. Mùa này là mùa ghép cải tạo đẹp nhất trong năm. Còn nếu bà con ra mùa xuân là sẽ không có cành nữa. Mùa xuân là nó ra nọc rồi, sẽ không cắt được cành. Bà con lưu ý cái đấy. Thời tiết mấy hôm nay thì cũng đang báo có mưa này, nhìn trời đen kịt này. Nhưng mà tưới thì vẫn phải tưới, bởi vì ông trời không biết mưa to hay mưa nhỏ. Chắc ăn nhất là vẫn phải tưới. Này, Hà Bưởi Ngon đắp bầu xong rồi tưới ngập luôn này. Còn cái phía đất bên này Hà Bưởi Ngon đang sới nhỏ như thế này, là từ giờ đến ra riêng là Hà Bưởi Ngon đánh thêm cây cam máu, cây cam máu và cây bưởi tam hồng và những cây bưởi diễn đẹp gốc nó to bằng cổ tay hoặc nhỏ hơn. Hà Bưởi Ngon trồng ở đây để bà con đến lựa chọn cho nó dễ, vì trên cơ sở 2 của Hà Bưởi Ngon là vừa làm giống vừa để cây ăn quả, nên bây giờ những cây giống nó to thì phải đánh về đây để cho cây ăn quả ở trên đấy nó thưa ra để nó phát triển tán và để lấy quả. Còn ở đây là chuyên sản xuất giống ở khu vực cơ sở 1 này, đất Hà Bưởi Ngon thuê ở đây là làm cây giống. Đất này đẹp, long lanh, phay đất nhỏ, mịn như làm rau. Đấy. Có rất nhiều kích cỡ cây để bà con có thể lựa chọn. Cây to, cây nhỏ và các loại giá tiền khác nhau. Bà con liên hệ với Hà Bưởi Ngon qua số máy 0968. 129996, địa chỉ gần nhà văn hóa thôn 7, xã Cát Quế, Hoài Đức, Hà Nội.